bấy giờ tôi thấy trời rộng mở. Kìa một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật, người theo công lý mà xét xử và giao chiến. Mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu viết trên mình mà ngoài người ra chẳng ai biết được. Người khoác một áo choàng đẫm máu và danh hiệu người là Lời của Thiên Chúa. Các đạo quân thiên quốc đi theo người, họ cưỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. Bấy giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi vinh hiển, ngự giá bay trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ đã được người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia. Sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 37 viết tiếp: Tôi đã tuyên sấm như tôi đã định. Vậy có tiếng động khi tôi đang tuyên sấm, có sự rung chuyển và các xương xích lại gần ăn khớp với nhau. Tôi nhìn thấy trên chúng đã có gân, thịt đã mọc lên và da đã trải ra ở bên trên. Thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn, đồng vô kể. Các ông ngạc nhiên về điều này vì giờ đã đến. Giờ mà mọi kẻ trong mộ sẽ nghe tiếng con và sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn, rồi một cuốn khác cũng mở ra. Đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Đó là những kẻ mê dâm dục, không có lòng thương xót đồng loại, tham nhũng, ngoại tình, dạy điều sai trái, hối lộ.
Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và đứng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngài. Sổ sách đã mở sẵn. Vẻ oai hùng của ngươi đã nhào xuống âm phủ, cùng với tiếng hạc gầm của ngươi. Nệm của ngươi là giòi, mền của ngươi là bò. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Tất cả những gì ô uế, cũng như tất cả những ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong sổ trường sinh của con chiên mới được vào. Phần thầy bảo anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tan tóc, kêu than và đau khổ nữa, và những điều cũ đã biến mất. Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ, sư tử cũng ăn rơm như bò, con rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực, sẽ không còn ai tác hại và tàn phá. Trên khắp núi thánh của ta, Đức Chúa phán như vậy. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Và tôi thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Tường xây bằng ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng. Mười hai cửa là 12 khối ngọc trai, mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. Quảng trường của thành bằng vàng y như thủy tinh trong suốt. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Tất cả những gì ô uế, cũng như tất cả những ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối sẽ không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong sổ trường sinh của con chiên mới được vào. Chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng vì ở đấy sẽ chẳng có đêm. Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới vì trời cũ đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Đây chẳng bao lâu nữa ta sẽ đến, ta đem theo lương bổng để trả cho mọi người tùy theo việc người ấy làm. Ở giữa quảng trường của thành, giữa hai nhánh sông có cây sự sống,
sinh trái 12 lần, mỗi tháng một lần. Lá cây dùng làm thuốc chữa lành các dân ngoại. Chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi mà để cứu độ những ai trong đời người. Nếu thầy đi chọn chỗ cho anh em thì thầy sẽ trở lại và đem anh em về với thầy, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó.